Bị Thùy Tiên cà khịa vì ra mắt quá nhiều MV, Trúc Nhân bất ngờ tiết lộ thu nhập của nàng hậu. Sau khi chia sẻ về MV Tết kết hợp với rapper Hiếu thứ hai, Trúc Nhân đã nhận về một câu hỏi khó từ Hoa hậu Thùy Tiên. Sau đó, nam ca sĩ khiến người hâm mộ thích thú với câu trả lời của mình. Tết nhớ tới già là sản phẩm chốt số 2022 của Trúc Nhân kết hợp cùng Hiếu thứ hai và nhạc sĩ Bùi Công Nam. Trên nền giai điệu sôi động, Trúc Nhân khoe trọn chất giọng nội lực và khả năng biến hóa linh hoạt của mình. MV mở đầu với bối cảnh năm 2060, khi nam ca sĩ và Hiếu thứ hai đều đã có tuổi và họ bắt đầu kể lại cho con cháu về một cái Tết. Huyền thoại, Tết năm 2023. Tết nhờ tới ra mắt chưa đầy 24 giờ đã nhận về phản hồi tích cực từ người hâm mộ, hơn 300.000 views, 14.000 lượt thích cùng vô số bình luận khen ngợi. Sau khi chia sẻ về sản phẩm mới của mình trên trang cá nhân, Trúc Nhân bất ngờ nhận về câu hỏi từ Hoa hậu Thùy Tiên, một năm chỉ tiêu của anh là 10 cái MV đúng không? Ngay lập tức, nam ca sĩ đã thể hiện sự hài hước bằng một câu hỏi khó dành ngược lại cho Thùy Tiên, còn em là mười mấy cái quảng cáo đúng không? Thời gian gần đây, ca sĩ Trúc Nhân liên tục xuất hiện trong nhiều bảng xếp hạng, đề cử giải thưởng âm nhạc uy tín. Đề cử nam ca sĩ của năm, bảng xếp hạng Làn Sóng Xanh 2022. Top 10 MV âm nhạc Việt Nam năm 2022 của YouTube, MV có không giữ mất đừng tìm. 2022 là cột mốc đánh dấu 10 năm sự nghiệp ca hát của Trúc Nhân, cũng là một năm hoạt động rực rỡ của giọng ca thật bất ngờ. Nam ca sĩ sở hữu bản hit có không giữ mất đừng tìm hiện cán mốc 35 triệu lượt xem và từng giữ ngôi top 1 trending YouTube trong thời gian dài.